chúng sinh tuy nhiên không giác nhưng vẫn đầy đủ phật tánh vốn có chỉ không giác mà thôi không giác tức là ngu si che lớp trí huệ ngu si giống như màn che trong con mắt nhìn sự vật chẳng rõ ràng vì nhìn không rõ nên làm những việc điên đảo hồ đồ vì hồ đồ điên đảo nên sinh ra nhiều mê hoặc nghi phật không tin phật nghi pháp không học pháp nghi tăng không tin tăng không tin không học không kính đối với tam bảo cho nên gọi thường mê hoặc Phật quang chiếu khắp khiến an ổn vì quang minh của Phật chiếu khắp cho nên chẳng có tai nạn, chẳng có nguy hiểm, khiến cho chúng sinh an ổn, tín ngưỡng tam bảo, cung kính tam bảo, hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo. Vì cứu chúng sinh khiến trừ khổ, Phật là từ phụ của chúng sinh, là đạo sư của chúng sinh, là hộ sĩ của chúng sinh, giải trừ tất cả khổ của chúng sinh, trừ khổ rồi thì đắc được sự an lạc. Khảo Ý quán được pháp môn này vị khả bố úy kêu bàn trà vương quán sát được pháp môn này minh bạch được pháp môn này cho nên chứng được môn giải thoát này biển dục trôi nổi đầy sự khổ trí quang chiếu khắp diệt không còn dứt trừ khổ rồi vì thuyết pháp diệu trang nghiêm vương ngộ môn này biển dục trôi nổi đầy sự khổ dục niệm của chúng sinh vô lượng như biển lớn có người muốn làm thủ lãnh đó là dục thủ lãnh có người muốn làm phú ông đó là dục phú ông hai thứ dục này là dục giàu sang có người muốn có danh vọng tốt đó là dục danh vọng tốt có người khen họ thì trong tâm họ cảm thấy ngọt hơn so với mật ong có người phỉ báng họ thì trong tâm cảm thấy đắng hơn là huỳnh liên có người muốn có đời sống tốt đó là dục đời sống và muốn có y phục tốt mặc có vật ngon ăn có nhà tốt ở có xe mới chạy tóm lại phàm là tất cả sự mong muốn đều là lạc dục còn có một thứ dục nữa không dễ gì đoạn trừ đó là dục nam nữ do đó trôi đi trôi lại ở trong biển dục trôi từ đây sang kia từ đó lại trôi đến đây từ bờ xít tử bên này trôi vào trong dòng phiền não trôi lạc đến đáy biển không dễ gì đến được bờ niết bàn bên kia ví như chúng sinh này vốn ở trên cõi trời về quan hệ dục niệm quá nặng từ cõi trời trôi lạc xuống nhân gian, từ nhân gian trôi lạc vào cõi la cho đến địa ngục. Mỗi lần trôi lạc thì càng sâu hơn, trôi lạc xa hơn, tức cũng là rời tự tính sâu hơn, rời Phật Pháp xa hơn. Trôi nổi ở trong biển dục, chịu vô lượng sự thống khổ. Chúng ta tù đạo là đoạn trừ nam dục, tài sắc, danh ăn và ngủ, tu hành viên mãn, thì thăng đi lên không viên mãn thì đoạ đi xuống tự hào không sai được chẳng đếm xỉa gì đến nhân tình đại công vô tư mọi người đều bình đẳng cho nên nói tài sắc danh ăn và ngủ là năm tầng địa ngục trí quang chiếu khắp diệt không còn trí hoại quang minh của phật chiếu khắp các pháp giới khiến cho sự khổ của chúng sinh đều diệt sạch không còn làm cho chúng sinh đều được an lạc dứt trừ khổ rồi vì thuyết pháp không những Phật vì chúng sinh trừ tất cả mọi sự thống khổ, mà còn diễn nói diệu pháp, diệu nghiêm tràng vương hộ môn này. Cảnh giới môn giải thoát này vì diệu trang nghiêm kêu bàn trà vương hộ được. Thần Phật ứng khắp, thầy đều thấy đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, ẩm như sấm sét mưa pháp vũ, cao hệ vào được pháp môn này. Thần Phật ứng khắp, thầy đều thấy, thần vật giống như mặt trăng mát mẻ, Thường lơ lừng trên hư không. Nếu trong tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì ánh sáng mặt trăng của Phật sẽ chiếu vào trong tâm ảnh bồ đề của chúng sinh và giống như ngàn vũng ao đều có mặt trăng. Chỉ cần chỗ nào có nước lắng trong, thì mặt trăng sẽ hiện bóng. Mặt trăng chẳng có tâm phân biệt. Trong nước nhiều cũng có mặt trăng, trong nước ít cũng có mặt trăng. Do đó nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp nghĩa là một mặt trăng hiện khắp tất cả chỗ nào có nước mặt trăng trong tất cả chỗ nào có nước chỉ phản ảnh bởi một mặt trăng chúng sinh không chỗ nào chẳng thấy thân phật vì thân phật hiện khắp tất cả chỗ này có người thắc mắc tại sao tôi không thấy thân của phật vì tâm nước của bạn không thanh tịnh có tư tưởng nhiễm ô cho nên ánh sáng mặt trăng phật không hiện ra đủ thứ phương tiện hóa quần sinh. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh vì người bố thí giáo pháp. Vì người lợi căn thì nói pháp chân không diệu hữu đối với người độn căn thì nói pháp nhân quả báo ứng, theo bệnh cho thuốc, bệnh nhiệt thì dùng thuốc mát giải nhiệt, bệnh hàn thì dùng thuốc nhiệt. Như vậy thì mới có hiệu quả và thuốc có công năng chữa hết bệnh. Phật thuyết Pháp thì tùy người, tùy thời, tùy nơi mà nói Pháp, cho nên một Pháp có đủ thứ sự giải thích khác nhau. Ví như bậc tiểu học thì nói đạo lý, bậc trung học thì nói trí thức, bậc đại học thì giảng lý luận. Phật là đạo sư của thế gian, hiểu tâm lý chúng sinh, Pháp của Phật giáo hóa, hoàn toàn thành công và triệt đẻ. Chỉ có khổng tử và Phật được gọi là nhà giáo dục là thầy tiêu biểu cho muôn đời, nhưng khổng tử chẳng phải là nhà tôn giáo. Âm như sấm sét mưa pháp vũ, âm thanh của Phật thuyết pháp giống như tiếng sấm sét, bất cứ chúng sinh ở đâu cũng đều nghe rõ ràng và còn mưa pháp vũ thấm nhuần khắp tất cả vạn vật. Phật vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho chúng sinh đắc được ít lợi pháp vũ. Người lợi căn thì được lợi ích pháp nhiều, người độn căn thì được lợi ích pháp ít. Tóm lại, đều được lợi ích chỉ cần thành tâm tin thọ thì chắc chắn sẽ đắc được diệu dụng sự diệu dụng này diệu không thể tả như uống nước nóng lạnh tự mình biết phật pháp không phải ở lời nói mà là ở việc làm làm được thì có công đức có công đức thì sẽ thành tựu cao huệ vào được pháp môn này pháp môn này vị cao phong huệ kiều bản trà vương thâm nhập được quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy nếu ai gặp được tiêu chứng nặng nói công đức phật không bờ mé dũng tí thầm nhập pháp môn này quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy trí huệ của phật là quang minh thanh tịnh nhưng không phát ra bậy bạ không phát ra thì thôi mà phát ra thì sẽ trúng có công năng như thế công năng gì công năng diệt trừ được chướng ngũ nghịch thập ác nếu ai gặp được tiêu chướng nặng nếu ai gặp được trí huệ quang minh thanh tịnh của Phật chiếu, thì bất cứ nghiệp chướng nặng bao nhiêu cũng đều tiêu trừ. Chướng nặng tức là giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, phá hoại tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu. Đó là năm tội nặng nhất, căn bản không thể sám hối tiêu tội, nhưng quang minh của Phật chiếu đến thì đều tiêu trừ. Vì chướng nặng như núi băng, quang minh của Phật như mặt trời, mặt trời chiếu đến thì núi băng cũng tiêu tàn. Nói công đức Phật không bờ mé, nếu nói tỉ mỉ về công đức của Phật thì chẳng cách chỉ diễn nói được, vì công đức của Phật chẳng có bờ mé. Do đó, hư không khả được phong khả khế, vô năng thuyết tận Phật công đức, nghĩa là hư không có thể lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức của Phật. Dũng tí thâm nhập pháp môn này vị dũng tiện tí kêu bàn trà vương minh bạch thâm sâu vi diệu đạo lý này vì muốn an lạc các chúng sinh tu tập đại bi vô lượng kiếp đủ thứ phương tiện trừ các khổ tịnh hoa thấy được pháp môn này vì muốn an lạc các chúng sinh vì chúng sinh ở trong sự yêu bi khổ não chấp trước mê hoặc quá sâu nặng không muốn ra khỏi biển khổ phật vì muốn cứu chúng sinh đắc được an lạc mới hy sinh sự sung sướng an vui của chính mình, đảo giá từ thuyền đến thế giới ta bà này độ tất cả chúng sinh. Tu tập đại bi vô lượng kiếp, Phật tự mình chịu khổ, muốn cho chúng sinh hết khổ, cho nên trong vô lượng kiếp về trước phát nguyện lớn, tu đủ thứ khổ hạnh. Tại sao phải tu khổ hạnh? Vì tu khổ hạnh thì có thể khai ngộ, khai ngộ thì có trí huệ, có trí huệ mới cứu được chúng sinh ra khỏi biển khổ tam giới. Phật trong vô lượng kiếp dưỡng thành tâm đại bi, lấy sự phổ độ chúng sinh làm bổn hoài. Đủ thứ phương tiện trừ các khổ, Phật tu hạnh đại bi, dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để trừ khử khổ não của chúng sinh, khiến cho tiêu trừ hết các khổ, thì tự nhiên sẽ đắc được an lạc. Tịnh Hoa thấy được pháp môn này, cảnh giới này vị vô biên tịnh Hoa nhãn kiều bàn trà vương thấy và biết rõ. Thần thông tự tại không nghĩ bàn, thần phật hiện khắp trong mười phương, mà khắp các chỗ chẳng đến đi, quảng đại diện phương hộ môn này. Thần thông tự tại không nghĩ bàn, sức thần thông tự tại của phật vô lượng vô biên là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thần thông là thành tựu trí huệ rất tự nhiên, tự tại tức là do thành tựu định lực. Thần thông tự tại từ đâu mà tu được? Là từ khổ hạnh và trong thiền định đắc được có trí huệ chân chánh thì sẽ có thần thông, có định lực chân chánh thì sẽ đắc tự tại, bất cứ là thần thông hoặc tự tại đều là diệu không thể tả. Thân Phật hiện khắp trong mười phương, vì Phật có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, cho nên thân Phật hiện khắp trong mười phương thế giới, do đó tận hư không khắp pháp giới, pháp thân của Phật vô sở bất tại, chẳng có chỗ nào mà không có mà khắp các chỗ chẳng đến đi. Phật chẳng đến đi trong người phương, cho nên nói không đến không đi, vì có cảnh giới, một hiện nhiều, nhiều hiện một, cho nên một nhiều hố tường vô ngại. Tóm lại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Trong kinh Kim Cang nói, Như lai già vô sở, tùng lai, diệt, vô sở, khứ. Nghĩa là, đức như lai, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu không giống như chúng ta nếu ở chỗ này thì chỗ kia chẳng có nếu ở chỗ kia thì chỗ này chẳng có thần thông tự tại diệu dụng của phật ở trong đạo tràng không động chỗ ngồi mà đến được mười phương thế giới diễn nói kinh hoa nghiêm tất cả chúng sinh trong mười phương đều thấy được đức phật đều nghe phát được quảng đại diện vương hộ môn này cảnh giới môn giải thoát này vị quảng đại diện kêu bàn trà vương đắc được và thấy rõ được lại nữa tỷ lâu bác xoa long vương được môn giải thoát tiêu diệt tất cả sự thống khổ của loài rồng nói tiếp theo kinh văn ở trước vị tỷ lâu bác xoa long vương rồng là một trong tứ linh có thần thông biến hóa bay được nổi mây làm mưa vị này đắc được cảnh giới tiêu diệt được tất cả sự khổ của loài rồng rồng có những khổ gì có bốn thứ khổ thống khổ giống như lửa bốn thứ khổ là một khổ về làm thức ăn của chim kim xí điểu, chim đại bàng cánh vàng. Chim kim xí chuyên bắt rồng ăn thịt, rồng gần chết thì bị chim bắt ăn. Hai khổ về khi hành dâm thì biến thân thể, khi rồng được rồng cái giao nhau thì phải hiện thân rắn, sự biến hóa này thống cổ vô cùng. Ba khổ về côn trùng ở trong vải giúp rỉa. Ở trong vải có rất nhiều trùng nhỏ giúp rỉa toàn thân phát ngứa khổ khó tả được. Bốn khổ về nóng đốt thân, vì toàn thân ngứa ngáy do đó nên bò lăn trên cát nóng. Nhưng cát bị ánh nắng mặt trời, đốt nóng như lửa, bị phỏng mà phát đau. Tại sao bị đọa làm rồng nếu tầm sân hận quá nặng, thích nóng giận, không có hàm dưỡng công phu thì sẽ biến làm rồng. Nếu tầm đố kỵ quá nặng, không có tâm tử bi thì đọa làm loài chăn nếu tâm xiểm nịnh quá nặng, chẳng có tâm từ bi, thì đọa làm rắn. Tâm nóng giận của rồng quá lớn thích phun độc để hại sinh linh. Bất cứ việc gì chúng cũng đều nóng giận. Nhưng dòng tu hành thì rất dụng công, dũng mãnh, tinh tấn, không sợ khổ, không sợ khó. Nhưng chúng không giữ giới luật, không chú trọng về giới luật. Do không giữ giới luật cho nên đọa làm xúc sinh. Vị Long Vương này đã được môn giải thoát, tiêu diệt sự thiêu đốt nhiệt não của loài rồng sa kiệt la long vương được mua giải thoát trong một niệm tự chuyển hình rồng thể hiện vô lượng thân chúng sinh vị sa kiệt la long vương là long vương ở trong biển nước mặn chỉ trong một niệm tự chuyển hình rồng mà thể hiện tất cả thân chúng sinh gặp chúng sinh phi hành thì hiện thân chúng sinh phi hành gặp chúng sinh ẩn nổi thì hiện thân chúng sinh ẩn nổi gặp chúng sinh thai hình thì hiện thân chúng sinh thai hình gặp chúng sinh nãn hình thì hiện thân chúng sinh nãn hình tóm lại gặp chúng sinh thân hình gì thì hiện chúng sinh thân hình đó để giáo hóa chúng sinh đó là môn giải thoát của vị này đắc được vân âm tràng long vương được môn giải thoát trong tất cả các cõi dùng âm thanh thanh tịnh sẽ nói vô biên danh hiệu phật nhiều như biển vị vân âm tràng long vương có âm thanh biến mãn trang nghiêm như mây như tràng Vị này đắc được cảnh giới ở trong tất cả loài chúng sinh vì chúng sinh mà diễn nói danh hiệu của chư Phật. Các cõi tức là tam giới 25 cõi, vị này ở trong tam giới, dùng âm thanh thanh tịnh để thuyết pháp. Mỗi một vị Phật có một vạn danh hiệu. Một vạn vị Phật có vạn vạn danh hiệu cho nên gọi là biển danh hiệu. Từ trước mỗi vị Phật có một vạn danh sưng vì chúng sinh nhớ không hết cho nên sau đó bớt còn một ngàn danh xưng nhưng chúng sinh cũng nhớ không hết. Về sau bớt còn một trăm danh xưng chúng sinh cũng nhớ không hết, cuối cùng bớt xuống còn mười danh xưng, như vậy mới nhớ hết. Mười danh hiệu là như lai ứng cúng, tránh biếm chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Trong đó danh hiệu thiện thệ thế gian dài đáng lý là hai danh hiệu, đầy đủ 10 danh hiệu này mới xưng là Thế Tôn. Thế Tôn là tổng đại biểu 10 danh hiệu, vị Long Vương này đã được môn giải thoát biển danh hiệu của chư Phật. Diệm khẩu Long Vương được môn giải thoát hiện khắp vô biển thế giới của Phật kiến lập đều khác nhau. Vị diệm khẩu Long Vương trong miệng phun ra lửa được, biến thành núi lửa, Vị này đắc được pháp môn biến khắp trong mười phương thế giới của chư Phật. Thế giới của chư Phật kiến lập thành tựu đều khác nhau. Thế giới ta bà là Phật Thích Ca kiến lập, hoàng dương Phật Pháp ở thế giới này. Thế giới cực lạc là Phật Di Đà kiến lập diễn nói Phật Pháp ở thế giới này. Thế giới lưu ly là Phật Dược Sư kiến lập, đang giảng kinh thuyết Pháp. Vì chư Phật kiến lập thế giới, cho nên mỗi thế giới đều khác nhau do đó mới nói môn giải thoát khác nhau. Thế giới của chư Phật kiến lập hoặc là thời gian kiến lập dài một chút hoặc ngắn một chút hoặc thế giới kiến lập trang nghiêm đều là mười phương chư Phật đối căn cơ của chúng sinh mà thì hiện ra loại thế giới này để cứu loại chúng sinh này. Đó là môn giải thoát của vị Long Vương này đắc được. Diễm nhãn Long Vương được môn giải thoát, tất cả chúng sinh bị sân si ràng buộc như lai thường xót khiến cho họ trừ diệt vị diễm nhã long vương trong con mắt phóng ra hỏa quang sự biết được của vị này là tất cả chúng sinh đều có sân hận đều có vô minh đều có phiền não đều có nóng giận nhưng như lai có lòng từ bi thương xót chúng sinh khiến cho tất cả sân si che chói đều diệt trừ Tầm sân hận quá nặng thì che lấp từ bi tầm ngu si quá nặng thì che lấp trí huệ bị sân si che quá sâu dày, gọi là trói buộc, không được tự tại. Sân si của chúng sinh bị che trói, làm chướng ngại sự tu đạo. Phật phát tâm đại từ bi khiến cho sân si che trói chúng sinh diệt trừ, khiến cho người tu đạo tiêu diệt tham sân si ba độc, tu thành giới định huệ ba học vô lậu. Như thế thì mới có sự thành tựu. Vân Tràng Long Vương được môn giải thoát, khai thị biển phước đức đại hỷ lạc cho tất cả chúng sinh. Vị Vân Tràng Long Vương đắc được cảnh giới khai thị tất cả chúng sinh, chúng sinh không minh bạch, khi vị này khai thị thì minh bạch, chúng sinh có sự ngu si chướng ngại, khi vị này khai thị thì tiêu diệt, chúng sinh có yêu sầu khổ não, khi vị này khai thị rồi thì chẳng còn yêu sầu, sự khai thị của vị này có đủ thứ lợi ích, chúng sinh nghe được vị này khai thị thì sinh tâm đại hoan hỷ, sinh tâm đại khoái lạc. Tại sao? Vì đắc được phước đức và trí huệ. Sự hỷ lạc phước đức này vô lượng vô biên rộng lớn như biển lớn, cho nên sinh đại hỷ lạc. Đó là môn giải thoát vị Long Vương này đắc được. Đức Xoa Ca lòng Vương được môn giải thoát dùng âm thanh thanh tịnh cứu hộ diệt trừ tất cả sợ hãi. Vị Đức Xoa Ca lòng Vương đắc được một thứ âm thanh thanh tịnh cứu hộ, bất cứ loài chúng sinh nào nghe được âm thanh của vị này thì sẽ diệt trừ tất cả tâm sợ hãi đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Vô biên bộ Long Vương được môn giải thoát thể hiện tất cả sắc thần của Phật và thứ tự trụ kiếp. Vị vô biên bộ Long Vương thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, hốt lớn hốt nhỏ, hốt có hốt không. Vị này đắc được cảnh giới thể hiện được tất cả sắc thần của Phật và tám tướng thứ tự khi Phật ở đời. Đó là môn giải thoát vị Long Vương này đắc được. Tám tướng tức là một hàng sinh từ cung trời đâu xuất cõi vòi trắng lớn sáu ngà xuống trần gian hai trụ thai lựa chọn vua tịnh phạn làm cha hoàng hậu ma gia làm mẹ bà xuất thai sinh ra dưới cây vô yêu, trong vườn lâm tỷ ni tay trái chỉ trời tay phải chỉ đất mà nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tồn bốn xuất gia vì cầu pháp môn liễu sinh thoát tử mà tu đạo năm hàng ma dưới cội bồ đề sắp thành tránh giác, thì ma nữ hiện ra 32 sắc đẹp, nhưng Phật chẳng động tâm cho nên ma nữ thối lui, sáu thành tránh giác. Đêm thấy sao mài mọc mà chứng giác đạo, bảy Chuyển pháp luân, lúc ban đầu tại vườn Lộc Uyển, truyền bánh xe pháp bốn thánh đế, cuối cùng nói kinh Niết Bàn, trong rừng Sa la Long thọ. Tám vào Niết Bàn, vào cứu cánh Niết Bàn dưới cây Sa la long thọ, tại thành Câu Thi Na thanh tịnh sắc tốc tật long vương được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra biển tâm đại yêu thích hoàn hỉ vị thanh tịnh sắc tốc tật long vương phi hành biến hóa rất mau chóng vị này đắc được cảnh giới khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại ưa thích đại hoan hỉ ưa thích gì ưa thích phật pháp hoan hỉ gì hoan hỉ phật pháp sự ưa thích và hoan hỉ này lớn như biển chẳng cùng tận đó là môn giải thoát của vị này Phổ hành đại âm Long Vương được môn giải thoát thể hiện tất cả âm thanh bình đẳng vừa ý vô ngại. Vị phổ hành đại âm Long Vương khắp cùng pháp giới phát ra đại pháp âm, thể hiện tất cả pháp âm bình đẳng vừa ý chẳng có chứa ngại. Bất cứ loại chúng sinh nào nghe được pháp âm này thì đều sinh ra tâm khoái lạc, tiêu diệt tất cả yêu sầu khổ não. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Vô nhiệt não lòng Vương được môn giải thoát giống mây đại bi che khắp để diệt trừ tất cả sự khổ thế gian vị vô nhiệt não long vương do thành tựu đại bi nguyện lực mây đại bi che khắp tất cả chúng sinh trong hư không diệt trừ được tất cả sự khổ trong thế gian đó là môn giải thoát của vị này đắc được bấy giờ tỷ lâu bác xoa long vương nương oai lực của đức phật quán khắp tất cả các chúng dòng mà nói ra bài kệ. lúc đó vị tỷ lâu bác xoa long vương dòng thuộc về sự quản lý của Quảng Mục Thiên Vương ở hướng Tây, nương đại oai thần lực của chư Phật gia trì, quán sát khắp tất cả loài dòng mà tán thán công đức của Phật.